Đây là Windy, anh chàng 2 tuổi thích ngủ. Dù có gọi cỡ nào cũng không dậy. Trái ngược với anh mình, Bin 1 tuổi, sẵn sàng bật dậy nô đùa khi có ai đến bắt chuyện làm quen. Và còn anh chàng này cũng khá đặc biệt, vốn là mèo nhưng tên thường gọi là gà vì sở thích mang thức ăn ra sàn mà không thích để trong khay. Và còn những bé mèo với tên gọi đáng yêu khác là Bạc Xỉu, Cherry, Leo, Chanh Dây, khiến ai ai lần đầu gặp mặt cũng say đắm vẻ đẹp kiêu sa nhẹ nhàng. Anh Chu Mạnh Hoài Nam, sinh năm 1985 ở thành phố Hồ Chí Minh, người có 10 năm kinh nghiệm nuôi mèo và là chủ của hơn 40 bé mèo ở Cafe, chia sẻ. Mèo có tính cách độc lập và rất thông minh. Qua việc mèo quan sát cách người chủ mở cửa rồi bắt chước mở theo, nghe được tiếng xe và nhận biết được chủ sắp về. Mình cảm thấy là khi mà mình nuôi sở hữu một bé, chăm sóc một bé mèo, tâm trạng mình thoải mái, mình cảm thấy yêu đời vui vẻ, thì tất nhiên mọi sự may mắn nó sẽ tự nhiên đến. Như người ta cũng nói vui đó là mèo thần tài, mèo may mắn. Mình cũng tin, rất là tin những cái điều đó. Nhưng mà xét về dưới góc độ mà khoa học thì mình nghĩ đó là do mình có được những phút giây thư giãn, mình có khả năng làm việc hiệu quả hơn thì những thứ tốt đẹp hơn nó sẽ đến. Mèo là thú cưng mà có lẽ có nhiều cách gọi vui nhất, như mèo lười, chảnh mèo, hoàng thượng. Tính cách độc lập của mèo gần như là chỉ gọi bạn khi mà đói hoặc là muốn chơi hay là muốn đòi hỏi một cái vấn đề gì đó, còn lại là ngủ. Nhưng cái người mà đã thích mèo, yêu mèo rồi thì gần như là phải chiều chuộng, phải đi theo, phải xem xét, theo dõi, xem hành động, xem hôm nay có ăn đủ không, hôm nay sao lại buồn quá vậy. Thì đó là liên tưởng tới một cái vị vua thì đúng hơn sao, chứ không phải là một bé mèo nữa. Cho nên người ta hay gọi vui đó là mèo là hoàng thượng là vậy. Người ta gọi là mèo lười cũng có lý do, tại vì mèo ngủ rất là nhiều, lúc nào cũng sẽ chậm rãi. Rồi nhưng mà cá nhân mình thì bị mê hoặc bởi cái vẻ đẹp mà nhẹ nhàng, uyển chuyển, mềm mại. Bạn có thể cảm giác là sờ vào như là một cục bông di động vậy đó. Đó là những thứ mà mình cảm thấy rất là yêu khi mà nuôi và chăm sóc, sở hữu những bé mèo như vậy. Bé cún thì bao giờ cũng sẽ giống như kiểu phụ thuộc, và khi mình gọi, chạy lại liền, vẫy đuôi hoặc là thể hiện một cách mừng rỡ nếu đó là chủ. Bé mèo cũng nhận biết được có người gọi mình, nhưng phản ứng là làm lơ. Chỉ khi tiến lại gần mình hoặc là có một cái hành động nào đó khi mà có nhu cầu ăn uống hay chơi vậy thôi. Còn lại trong giờ ngủ hay là trong giờ bé đang thư giãn thì tất cả mọi thứ đều kệ. Đó là lý do mà người ta gọi, tại sao gọi là chảnh mèo. Ngày chơi cũng lắm công phu. Để giữ cho các bé mèo sạch sẽ cùng với bộ lông mướt thơm tho thì chế độ dinh dưỡng phải đủ chất. Cho mèo ăn thức ăn tươi như thịt heo, thịt bò, thịt gà, cá về luộc hoặc nấu pate. Hạn chế đồ ăn chế biến công nghiệp, vệ sinh tắm rửa, chải lông, dưỡng lông hàng ngày. Với cá nhân anh Nam, chi phí để nuôi một bé mèo dao động từ 3 đến 4 triệu một tháng. Vì thế nếu muốn nuôi, phải cân nhắc vấn đề tài chính, trách nhiệm và có một tình yêu thương đủ lớn. Mệt như vậy nhưng rất là vui. Cảm thấy giác rất là vui, làm xong rồi lại meo meo, rồi giống như kiểu cảm ơn. Rồi mình lại được vuốt ve, lại chơi, lại thấy gần như là mọi mệt mỏi nó lại tan biến. Mệt nhưng mà nghiện chính xác. Vẫn muốn làm, không thể bỏ, không thể dừng được. Theo anh Hoài Nam, hiện nay phần nhiều các bạn trẻ ưa chuộng giống mèo Anh lông ngắn, lông dài. Mèo Maine Coon hay còn gọi là mèo lông dài Mỹ, mèo Bengal, mèo Ai Cập hay còn gọi là mèo Sphinx không lông.